Khi chuyến xe từ thiện vừa dừng lại là bà con cô bác hàng xóm đã òa lên khóc vì anh Sơn Ngọc Thúy đã về lại với gia đình. Ai nhìn cảnh này cũng không cầm được nước mắt, và hiện nay bà con đang tập trung đưa anh ấy vào bên trong nhà. Người vợ hất hằng kêu gào thảm thiết vì không tin nổi sự thật này, chồng đã ra đi thật rồi. Người vợ khóc rất là nhiều vì nhớ chồng. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để hiểu rõ hơn nhé. Thì bây giờ là xe cấp cứu thì cũng đưa anh Sơn Ngọc Thúy về về tới rồi cô chú anh chị. Rồi giờ xe tới rồi cô chú ơi. Cảm động luôn, khóc ngất luôn rồi, không biết luôn. Nghe gì sáu rồi khóc quá trời luôn rồi. Rồi bà con ở đây có gì đâu. Bình tĩnh cô ơi, bình tĩnh cô ơi. Không có ai mà thao bằng cảnh này luôn. Có chiếc cơm như đó nữa kìa. Chia sẻ luôn rồi. Quá trời đau lòng. Ôi trời ơi, đẹp ơi. Ở ngoài là con ánh đẹp đẹp đẹp. Xúc động mọi người chú anh chị ơi.
tạm đó bà tạm tôi xây một phía chỗ dân đang mới tẩu rồi thì cho ta gạt ra có thấy đấy một phía ba chỗ không thấy gạt một phía hơi buồn buồn nó bị tấn nó thua xa lợi đâu qua trời sốt sao rồi kìa ơi luôn một phía đang luôn luôn một phía đang luôn vô lại phía trên tôi xây năm bốn đâu vô lại phía trên ta xây năm bốn đâu vậy cho mọi trăm trâu đây đó đây đây xây một phía chỗ lắm không đặt một phía thì lên bà con ở đây thì rất là xót xa cho cái số phận của anh Thúy là của chú anh chị. Giờ đưa cái nắp áo quan vô nè của chú anh chị. Bà con thì con đây rất đông luôn. Nó vợ gọi xỉu luôn cho chú chị ơi. Quá trời xót xa của chú anh chị ơi. Chỉ vì cái cuộc sống mưu sinh đó của chú anh chị đi làm để kiếm cuộc sống mà bây giờ ra nông nổi như vậy. Hiện nay là bà con tập trung rất là đông luôn. Quá đau lòng. Cho em đi thể linh hồn của em nhưng mà em yếu quá sợ sợ nên là làm hết được cho mình. Sau một hàng nóng này hơi đây hay một này cái đắp hơi buồn buồn hàng từ tấm nữa ơi dương lên màu sang nó mới tàu cái bạn sang mấy chú mà dương chú màu sang nó hơi à mới tàu mấy bạn đây sang biển ba đang chú mà hơi à mới Thank you.
Thì thấy có cái lẵng hoa này của chú chị, lẵng hoa của công ty gỗ Bình Minh này, kính giếng nè của chú chị. Thì chút xíu nữa thì sẽ đến giờ mà làm lễ đó cho anh Thúy, thì Thái sẽ tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị mình xem đó nha. Còn bây giờ thì Thái cũng xin được khép lại cái video này nha. Bye bye tất cả mọi người ạ.